Xin mời quý vị khán giả đến với chương trình Gia đình vui vẻ. Như quý vị đã biết, khi mà đi chơi hay đi du lịch thông thường là sẽ vui và rất dễ vui, bởi vì các bé có nhiều hoạt động vui chơi và trải nghiệm. Tuy nhiên bây giờ cuộc sống bận rộn, không phải là quý phụ huynh nào cũng sắp xếp được một khoảng thời gian tương đối đưa các bé đi chơi. Nhưng may ở chỗ là bây giờ nhiều gia đình đã biết tìm niềm vui trong cuộc sống đời thường từ những hoạt động rất bình dị. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có những ví dụ rất cụ thể. Trong chương trình Gia đình vui vẻ tuần này, chúng ta có sự tham gia của gia đình anh Hiền và chị Liễu cùng hai bé gái rất đáng yêu và dễ thương. Xin chào. Vừa nãy ba mẹ cùng hai bé đã tham quan chợ hoa Hồ Thị Kỷ rồi. Hai bé thấy những lẵng hoa đẹp không? Đẹp. Thế hai con có ngắm là mình cắm được như vậy không? Dạ được. Trong đấy chắc chứ? Chắc chắn đấy nhá. Dạ. Rồi lát nữa mình sẽ đi mua hoa mang về mình cắm. Thế hai bé đã ở nhà giúp được bố mẹ những công việc nào rồi? Dạ, bắt cơm. Nấu cơm, bằng nồi cơm điện. Rồi, gì nữa? Quét nhà, lau nhà, xếp đồ. Cô chị hai siêng vậy hả? Còn con là con rửa chén. Thế chú hỏi hai bé mà làm những công việc đấy thấy vui không? Thấy vui. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ có thử thách đầu tiên, đó là đi chợ hoa. Dạ, dạ. Phải mặc cả đấy nhá. Trả giá không? Đúng, phải trả giá đấy nhá. Hai bé biết trả giá chưa? Dạ chưa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Thế như quý vị đã biết ấy, chợ hoa Hồ Thị Kỷ được coi là chợ hoa đầu mối lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh cũng rất lâu đời rồi. Theo mình Tùng tìm hiểu ấy, là có từ năm 1987 cơ. Và có rất nhiều những hoạt động tấp nập ở đây, đặc biệt ấy là hoa phong phú cực kỳ. Hoa nhiều lắm, tha hồ các bé chọn, chúng ta sẽ chia đội. Chia đội để so tài xem đội nào đi chợ giỏi nhất. Bé ưu tiên bé nhỏ. Con chọn mẹ. Con chọn mẹ à? À. Chị cả chọn bố được không? Nghe được, ôm bụng bố sướng lắm. Chọn bố không phải bởi vì bố chọn hoa giỏi mà ôm bụng bố sướng hơn. Thì bây giờ nhá, chú sẽ có một quả kinh phí để gửi tới hai đội là như nhau, xem là đội nào mua được hoa tươi hơn, đẹp hơn và nhiều hơn nha. Rồi. Cảm ơn. Đây, tay cầm chìa khóa. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chợ hoa nha. Rồi mời cả nhà. Nếu mà con không muốn cắm hoa hồng thì con phải mua hoa hồng đỏ. Con hỏi cô đi, con thích sao thì con hỏi cô. Dạ cô ơi, hoa này là hoa gì? Hoa này là hoa bi nhật, phải không em? Dạ. Mua hoa này hả? Hoa này thì thường thường đi chung với hoa nào? Nói chung là này được. Màu nào cho phối cho hoa bi. Hoa nó hơi hơi 350 bó. Chỉ có nhiêu đó thôi nha, còn cạnh đi. Mẹ ơi, mình nói với cô là một bó nhỏ là một chút được. Bó nhỏ. Nó cũng không cần thiết, mình có thể dùng hoa kia bên kia hỏi cô hoa. Đó là nhiêu vậy cô? Cái này là thật thảo cơ. Đối với 20 ngàn một bó. 20 ngàn một bó. Ừ, con mua một bó đó. Cái này như một bó vậy. Cái này vậy cô? Cái này có thích đi màu nào cũng được. Đi màu này. Mua cầm chứa hay là mấy màu hoa sống thời này. Cầm chứa màu này được không? Đi chung. Dạ được chị. Nè con. Đi một cặp. Đó. Ok. Nhưng mà con chọn này được. Dạ được. Con thích màu vàng hả? Con thích màu vàng hơn màu hồng hả? Tại vì nó không hợp với cái cây hoa này. Này đúng không? Dạ được đúng không? Vậy hả? Dạ. Vậy nó nhu quá không? Con có thấy nhu quá không? Con thích. Không, sao con không trả giá? Con hỏi cô lại đi. Giá của nó là nhiêu? Cái này 70 ngàn một bó. Con này 20 ngàn một bó. Cái nào có gì bỏ hoa hồng đó, mẹ thấy là nó bị cái màu nó nhu quá. Nó bị tối quá. Con đi màu hồng này nó sẽ đẹp hơn à. Vậy con sẽ chọn giống ý mẹ. Em hoa rời đó thì bán như thế nào? Hoa hồng cho con. Dạ. Con mua nhiêu bông? Dạ con mua. Con phải biết giá, con phải biết giá bao nhiêu. Rồi con tính toán con mua chứ con không có được mua đại ra. Này 5 ngàn một bông. Con mua 5 bông. Con mua 5 bông. Con lấy 5 bông hả? Dạ, con sẽ chọn 5 bông để cắm xung quanh. Họ lại giữa đi. 25 nghìn. Ừ. Con trả tiền cho cô đi. Cô ơi, 25 nghìn. Con mua màu trắng với màu hồng.
Hoa này cắm được mà, phải không em? Cắm lãng hoa thì mình lựa những cái giọt này nó sẽ sang hơn. Còn cái mấy cái này là người ta cúng. Em lãng hoa mình lấy mấy cái này hoặc là mấy cái cúc kali nhỏ nhỏ mình đó, ở ngoài phía trước đó. Con muốn cắm hoa hoa hồng, màu mù hồng với màu trắng cho nó dễ thương. Hồng thì cô hôm nay cô hết hồng rồi. Con cảm ơn cô. Cô con đi. Nó có dễ thương không? Dễ thương chứ, rồi con điểm vô thêm mấy cái bông cỏ xung quanh nữa. Em có thể giúp cho cháu, nó tư vấn cho cháu để cho cháu nó mua hoa bông về để nó cắm thành một cái lẵng hoa được không em? Cắm vỏ lớn hay vỏ nhỏ? Vỏ như nhỏ thôi em. Con thích hoa hồng ạ. Con cố gắng hoa hồng cho con. Cẩm chướng nè, cũng đẹp nè. Cẩm chướng hả? Tên bố thấy vậy cũng được á. Nè bố thấy cắm cái này nè. Cắm cái này nè. Đồng tiền. Để vô đẹp không nè, không? Không. Đồng tiền này okay. Con nghĩ mình chỉ cho nó điểm thôi à. Cái này nè. Bông này giống bông hồng á. Cẩm chướng. Cái này nó cũng hơi giống hồng. Hồng. Bây giờ bố thấy cái màu này. Chứ còn kết hợp mấy cái lá đó vô. Cẩm chướng này màu trắng, cẩm chướng này màu đỏ nè. Mà tên nó cũng khác nhau nữa. Đó. Mà cái bông nó cũng khác nhau nữa, bông này nhỏ hơn, bông này lớn. Này, dạ. Bố thấy phối hợp ba cái bông này vô, ok. Được không? Được chứ sao không được, nó thấy không? Đựng cho sang kẻ nhau. Cái hai cái này còn được mà thêm cái này vô nó kỳ kỳ. kỳ vậy? Kỳ kỳ thì mình đổi cái khác nữa. Bố muốn bông này hay bông này? Bông tím. Bông này hả? Ừ. Ồ, một bó đó nhiều lắm đó con ơi. Con chỉ cần vài bông để điểm thôi à. Cô ơi, hai món này nhiêu tiền ạ? 65.000 thôi. 65.000. Cô ơi, hoa này mình bớt 50 cho con được không cô? Dạ, con cảm ơn. Nói một cái cô bớt liền luôn. Dạ, con cảm ơn cô. Cho cô ăn đi. Mình mua vài hoa này chút xíu đi nha. Hai ba bông hả? Ba bông đi. Cái này có bán lẻ không? Cái nào? Cái bông. 5.000 bông á. 5.000 bông. Trắng 10.000 hả? Vậy thôi con lựa mấy cái bông đỏ đi. Đỏ tươi luôn. Ừ. Đỏ. À, con gửi tiền chưa? Dạ. 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 Lấy tờ 100 ạ. Cảm ơn con. Thôi chào chị, cảm ơn. Dạ, chị. Cảm ơn. Bây giờ mình sẽ xem đội nào mua được nhiều loại hoa, lá, cành để về cắm hoa hơn nhá. Bây giờ đội bé Út đi, mình đếm trước được bao nhiêu loại. Dạ, bây giờ con đếm đi. 2, 3, 4, 5. 5 loại, rồi bây giờ đội Chi Cả đếm xem được bao nhiêu loại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 loại ạ. 6 loại, hơn đúng 1 loại, ai dư nhiều tiền hơn, dư bao nhiêu? Dạ, con dư 50 ạ. 50 ngàn, còn bên này? Con dư 5.000. Dư hẳn 5.000. Rồi. Và như vậy là chúng ta đã có kết quả cuối cùng, chiến thắng trong thử thách đầu tiên đã thuộc về đội Chị Cả. Chúc mừng. Dạ. Nhưng mà con đừng lo, bởi vì sao? Chúng ta có một thử thách quan trọng trong phần sau của chương trình để xem là ai cắm hoa đẹp hơn. Xin chào quý vị khán giả, hôm nay chúng ta sẽ đến với những thử thách tiếp theo dành cho hai đội gia đình của anh Hiền và chị Liễu. Đặc biệt là hai bé ngày hôm nay sẽ phải thể hiện khả năng khéo tay của mình. Thì Mạnh Tùng được biết đấy, Mai Khôi thì rất giỏi ca hát, gì nữa? Đánh đàn, gì nữa? Nhảy. Ồ, năng khiếu nhiều ha. Còn bên này? Dạ, làm thủ công. Làm thủ công rất khéo tay. Mà chú được biết ý, thì như Minh Thư là vừa tham gia một cái khóa gọi là học cắm hoa và thi luôn ở trường đúng không? Con được giải mấy? Giải nhì. Giải nhì trên bao nhiêu bạn? Dạ 30. 30 bạn? Có nghĩa là nếu mà 29 bạn thi là con giải nhất đúng không? Dạ. Thế thì hôm nay hai bé sẽ là nhân vật chính thể hiện tài năng của mình. Đấy, bố và mẹ sẽ phụ cho hai bé để xem là tác phẩm cuối cùng của chúng ta sẽ trông như thế nào. Thì bây giờ hoa đã đủ hết rồi. Đấy, hai bé sẽ phải tự thể hiện theo cái chủ đề
Và trong chương trình của chúng ta thì đẹp chưa phải là tất cả, mà còn liên quan tới nội dung nữa. Hai bé sẽ phải thuyết trình, đấy, tức là giải thích. Đấy, giải thích cũng như là nêu lên thông điệp mà mình muốn gửi gắm vào tác phẩm, đúng không? Rồi, hai bé chuẩn bị xong hết chưa? Dạ rồi. Bây giờ thì 20 phút cắm hoa bắt đầu. Bây giờ là con phải xác định xem là cái giỏ này con định cắm thế nào. Rồi, giỏi. Bên này là cho nguyên quả mút cắm hoa vào đúng không? Rất nhanh. Thưa quý vị, sau 20 phút thì hai đội đã hoàn thành xong tác phẩm của mình.
Và riêng nói về nghệ thuật cắm hoa, chắc chắn là nhiều quý vị khán giả cũng có kinh nghiệm và có cả kiến thức nữa. Thì hôm nay chúng ta hãy xem là hai lạng hoa này, lạng hoa nào đẹp hơn và hợp lý hơn. Bây giờ thì chắc là bé Minh Thư đi, mình sẽ giới thiệu về tác phẩm của đội mình trước. Mời con. Dạ chú, là hoa này thì gắm theo kiểu bao trùm là vòng tay mẹ ôm lại. Ồ. Còn mấy cái xung quanh tức là một cái lớp nào đó để bảo vệ mẹ và con. À, một lớp để bảo vệ mẹ và con. Dạ. Thì ai bảo vệ mẹ và con? Dạ. Đúng rồi. Nói chung là đây là một lãng hoa mang chủ đề gia đình đúng không? Dạ. Thế trong tấm thiệp thì con ghi những gì? Dạ, con chúc bố mẹ một ngày hay, một năm đều vui vẻ, con tặng món quà này ba mẹ. Rồi. Nói chung là chú rất thích ý tưởng của con, đặc biệt là lãng hoa rất đẹp, rất nhiệt tình, có bao nhiêu hoa cắm bấy nhiêu hoa, rất là tiết kiệm, chú đề cao tinh thần tiết kiệm. Rồi bây giờ chị Hà giới thiệu về tác phẩm của đội mình. Dạ, tác phẩm của con nói về rừng rậm nhiệt đới. Vào mùa xuân, rừng rậm nhiệt đới thì có rất là nhiều hoa. Và còn một điều nữa là nó có rất là nhiều bí ẩn và có thể là nó sẽ có kho báu. Vì thế nên là kho báu chính của cái lãng hoa này là một bức thư và con đã giấu nó. Ngoài rừng rậm nhiệt đới thì con với bố còn là một cái cổng hoa. Những bông hoa nó đang nằm rất là chen chúc nhau. Đúng rồi đó. Giống như ở ngoài xã hội. À đúng rồi. Người ta chen chúc nhau về mọi thứ. Nhỏ mà đã biết vậy là chú thấy quá hay. Ta phải cố gắng giữ gìn môi trường sống đúng không? Bởi vì giữ gìn cho người khác cũng là giữ gìn cho mình đúng không? Thì bây giờ chắc là bố khám phá kho báu bên trong đi. Đấy, con gái nói là có hẳn một kho báu bên trong rừng nhiệt đới mùa xuân. Con chúc bố luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc để sống mãi với con và mẹ và em. Hay quá. Đấy. Thương trẻ nhỏ, lời chúc rất là trực tiếp, không hoa văn, không bay bổng, nhưng mà đó là từ tận đáy lòng của các bé dành tặng cho bố và mẹ. Quý vị có thể thấy là hai tác phẩm đều có những nét rất riêng đúng không? Trong lúc mà chú đang nghĩ cách để chấm điểm làm sao cho nó sát sao, phân định thắng thua thì chắc là Mai Khôi sẽ hát bài hát nào. Được không? Rồi, xin mời nhạc trưởng Mai Khôi. Ba thương con thì thương nhớ mẹ, mẹ thương con thì con sống ba. Cả nhà ta đều yêu thương nhau, xa là nhớ, gần nhau là cười. Hy vọng là hai bé lớn lên sẽ có thêm nhiều cơ hội để thể hiện tài năng cũng như là năng khiếu của mình. Chú quyết định đó là thử thách này hòa nhau, đúng không? Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì phân định bây giờ nó không tranh nhau là bao, mà con có thể mang lãng hoa này về con bày ở chỗ nào mà con thích nhất. Vậy là chúng ta đã khép lại thử thách cắm hoa. Như quý vị đã thấy, trẻ nhỏ rất khéo tay, rất thông minh và sáng tạo. Chẳng qua là các bé chưa có điều kiện cũng như cơ hội để thể hiện mà thôi. Thì hy vọng là sau chương trình hôm nay quý vị sẽ có thêm gợi ý. Đó, hãy giao những công việc đơn giản cho trẻ nhỏ để giúp sức cho ba mẹ ở những công việc hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và cảm ơn các thành viên của gia đình đã tham gia vào chương trình. Xin chào.